Tyson! Không phục. Dùng thoải mái. Không tay thì là cái này đai trong hiệp 1 mà đai trong hiệp 1 vô đối quá, vô đối quá. Đai trong hiệp 1 tao chả hiểu cái luật nào, tôi có luôn không được đánh tay bao giờ. Ai chân thoải mái. Mời mình cái đoạn video này bên đội bạn anh đang nâng cấp đi học. Bên này thì sao? Áp lực cao quá. Quảng Lê Quyền. Ui. Ui. Không ai đi đâu. Team Boris. Team Boris. Team Boris. Hang ngồi đi. Mày. Ui. Không được đứng vào mặt à? Ừ. Không được đứng vào mặt. Thấy chồng rồi. Quên nắm mặt đi. Tay lại. Tay lại.